Ông không phải là con của bác thợ mộc ư? Ông bà và anh chị em rất thân mến. Lao động đã gắn liền với cuộc sống con người. Qua mọi thời, con người đã dùng trí óc chân tay mình để lao động, để tồn tại hay để nuôi sống bản thân và gia đình. Hôm nay chúng ta mừng kính lễ Thánh Giuse Thợ. Chúng ta được chiêm ngắm Ngài để học nơi Ngài bài học cao quý trong lao động. Ngài không lao động để làm vinh danh mình, để mọi người biết đến. Nhưng như lời khuyên trong bài đọc 1, tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, hãy làm vì danh Đức Kitô. Ngài đã làm tất cả vì vinh danh Chúa. Còn trong tường thuật tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew ghi lại việc Chúa Giêsu trở về quê hương. Về đó, người giảng dạy trong hội đường khiến dân chúng bỡ ngỡ. Nhưng thay vì thán phục thì họ lại phân vân, lại không thể tin được những gì mắt họ thấy, tai họ nghe. Họ đã chất vấn người, bởi đâu mà ông được khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc, con bà Maria, là bà con lối xóm với chúng ta sao? Không có gì vẻ vang, không có gì to tát. Thế mà tại sao ông làm được những điều lạ lùng như thế? Trong cái tượng trưng như là không có gì trước mặt người đời, một ông thợ mộc lặng lẽ đã âm thầm từng ngày đi bên cạnh con Thiên Chúa. Ông thợ đó đã dùng những giọt mồ hôi, những vất vả của chính bàn tay lao động của mình mà nuôi dưỡng con Thiên Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, mừng lễ Thánh Giuse Thợ, chúng ta được mời gọi nhìn vào Thánh Giuse để học hỏi nơi người gương tận tâm tận tụy âm thầm khi lao động trong tín thác và dấn thân. Ngài đón nhận thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa và từng ngày thi hành trọn vẹn ý Chúa muốn trong cuộc đời của Ngài. Nhìn lên Ngài cũng một lần nữa mời gọi chúng ta nhìn lại chính đời sống của mình. Chúng ta đã tận tâm, tận lực trong đời sống lao động của mình để nuôi sống bản thân cũng như gia đình của chúng ta chưa? Khi lao động, chúng ta có làm ăn cách chân chính hay cũng như bao nhiêu người khác chúng ta gian dối, lọc lừa, đánh mất lương tâm để tìm cho mình một lợi nhuận bất chính chăng? Noi gương thánh cả Giuse là quan thầy và là đấng bảo trợ của giới lao động. Người Kitô hữu trên khắp thế giới cũng được mời gọi yêu mến lao động, dù là lao động chân tay hay lao động trí óc. Và khi lao động, chúng ta cũng được mời gọi nơi Thánh Giuse gương lao động trong thinh lặng. Nói ít nhưng làm với hết cả khả năng, với cả óc sáng tạo của mình. Chúng ta cũng được mời gọi học nơi Thánh Giuse bài học về trách nhiệm. Ngài đã chu toàn bổn phận làm việc với tấm lòng yêu mến và tín thác. Ông bà và anh chị em rất thân mến, mừng lễ Thánh Giuse Thợ hôm nay cũng là dịp chúng ta được mời gọi nhớ đến quê hương, nhớ đến những bàn tay lao động vất vả của những người đã chăm sóc chúng ta. Và nhất là chúng ta cũng nhớ đến giới giáo trưởng và những giáo họ nhận Thánh Giuse Thợ làm lễ bổn mạng. Chắc hẳn giáo họ cũng như giới gia trưởng đã có nhiều thợ gặp lành nghề, nhiều người lao động chân chính giúp góp công, góp của xây dựng không chỉ cho giáo họ mà còn cho cả giáo xứ nữa. Nguyện xin Thiên Chúa tôn đổ muôn ơn lành trên những bàn tay đã chai sạn vì công việc, trên những khối óc đã hao mòn vì chất xám đã dành cho công việc đóng góp tri thức. Và xin Thiên Chúa luôn gìn giữ nâng đỡ mọi người anh chị em chúng ta, nhất là anh chị em gia trưởng cũng như giáo dân giáo họ Giuse Thợ, để mỗi ngày chúng ta biết sống và làm việc theo gương thợ cả công chính là thánh cả Giuse, vị cha nuôi con Chúa cũng là đấng bảo trợ giáo hội. Amen.